Cường Câu Hải Hậu Fishing xin chào toàn thể anh chị em đam mê bộ môn câu cá. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em một lô máy hàng Nhật về nha anh em nhé. Đấy, thì ở đây có bao gồm một tất cả là mười mấy con đấy. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc comment mã số kèm số điện thoại bên dưới bình luận nhé. Thì em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý giá báo trên video là cho bộ ship, phí ship toàn quốc sẽ là từ 50.000 trên một đơn đổ lên đối với cả những con máy trên 5 triệu nha anh em nhé. Đấy, từ 3 triệu đổ lên trên 50.000, còn những cái con máy bình thường từ 3 đến 50.000. Thì tất cả những cái đơn hàng như thế này ấy, thì anh em đều những cái đơn hàng mà có giá trị cao ấy, thì anh em vui lòng cọc cho em nhé. 10% giá trị đơn thì em sẽ cho đi hàng. Đấy, anh em nào chuyển khoản thì em sẽ báo ship. Đến với cả con đầu tiên. Thì đầu tiên ở đây em có là một con máy ISO nha anh em nhé. Đấy, Daiwa Chi Chiso Sốc. Thì con máy này do Thái Lan sản xuất nha anh em nhé. Đấy, máy in Thái Lan. Đấy, máy in Thái Lan. Máy in Thái Lan. Thì con này ngoại hình nó có chảy xước nha anh em nhé. Đấy, nó có chảy xước này. Nhưng mà có mấy con máy ISO, mấy con máy ISO này nó ở bên Nhật nó rất là đắt. Đấy, Daiwa Chiso nha anh em nhé. Tay cò. Đấy, khi nào anh em bóp thì nó sẽ như thế này nhá. Nếu như mà đối với cả chế độ để tay cò như thế này nhá. Còn nếu như mà anh em không để cò ấy, đẩy xuống như thế này thì nó sẽ không quay được cái tay quay này như thế này nữa, mà đổi lại thì nó sẽ quay cối. Con máy này là con máy ISO Movin sống nhá anh em nhá, Movin động. Này, em cho anh em xem cái cốt máy của nó. Em đáp vào dây và đánh thử rồi nhé. Dây em vào đánh thử này. Anh em mua thì em tặng luôn cái dây này luôn cho anh em chơi. Rãnh của nó mới la được anh em nhé. Đấy, đây là cái cốt của nó, cốt máy của nó. Máy còn rất là, bên trong còn rất là đèn sáng nhá anh em nhé. Đây là bên trong cốt máy của nó có hai cách tháo nắp. Đấy, một là cách tháo nắp này, hai là anh em có thể tháo nắp bằng cách là ấn cối máy nhé. Ấn cái này này, ấn cái này này, ấn cái này là phát vào là. Đấy, có hai cách tháo nhé anh em nhé. Đấy, con máy này là máy size 2000, tôi đưa với cả 2500 một Shimano nhé anh em nhé. Đó, Daiwa Chiso. Giờ con máy này em bán cho anh em với giá là 1.200.000 nhé anh em nhé. 1.200.000 cả dây PE, tất cả luôn. Anh em nào chơi ISO nhiều thì mới biết những cái con máy ISO này nó giá trị như thế nào. Tay quay này, tay quay gập, tay quay đổi trái đổi phải nhé anh em nhé. Đó, đây là một con máy ISO, mã số 1, 1.200.000. Tiếp theo mã 2, mã 2 ở đây em có là một con máy Daiwa Kiss 2500 Caria nhé anh em nhé. Đấy, thì con này nó có xấu rồi. Đấy, nó xấu, nó xước rồi. Xấu, xước, chảy xước rất là nhiều. Đây là hoạt động của nó. Thì cái này thì đòi hỏi với anh em về thì anh em phải vệ sinh nhá. Còn máy còn quay êm. Đấy. Này, cái phần tay quay này thì nó có bị nứt cái nhựa ở bên trong nhé anh em nhé. Đấy, nhức cái nhựa này, nhựa ở núm tay quay này. Đây qua Kiss, cái này cũng có dây PE luôn nhé anh em nhé. Đấy, dây PE sẵn luôn. Nhà máy in Thái Lan. Tay quay đổi trái đổi phải nhé anh em nhé. Con này mã số 2. Mã 2 em bán cho anh em với con này là giá là 900.000. Đấy, 900.000. Anh em về sửa đi rồi dùng nhá. Chắc chắn nó sẽ hơn mấy cái con máy mới bây giờ. Mã 2. Mã 3 ở đây em có một con Daiwa Kiss Frame 1500. Con này là con size 1500 nhé anh em nhé. Size 1500 dành để anh em câu ISO. Đấy, câu ISO, câu NUL. Dây số 1.5 và được 130m, số 2 và được 100m nhé anh em nhé. Hoạt động êm mượt hết. Đấy, Kiss. Đấy, ngoại hình nó chảy xước như thế này. Đấy, cũng made in Thái Lan anh em nhé. Hoạt động thì hoàn hảo hết.
Đó. Peace Thái Lan. Size này size nhỏ, size 1500 nhé anh em nhé. Thì con máy này em bán cho anh em với giá là 1 triệu 200.000 nha anh em nhé. 1 triệu 200.000 mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 ở đây em có là một con máy của Daiwa nhé em nhé. Con máy này dành máy tay phải. Đấy, máy này, nhưng mà con này không phải là để dành cho anh em đánh lua nhá. Con này đấy dành để cho anh em câu bè. Sử dụng cho mấy cái loại bộ môn câu cần hê chi này. Câu cần hê chi với lại câu Aikada đấy. Đấy, Chinu Chaser nhá. Thì con máy này mã số 5. Đấy. Nó có khóa luôn nhá anh em nhá. Này, khóa luôn, xả dây luôn. Đấy. Khi nào mà xả ấy, thì nó sẽ quay cả cái tay quay như thế này này. Đấy. 350.000 nha anh em nhé. 350.000 Made in Thái Lan. 350.000 mã số 5. Mã số 6. 6 đây thì em có một con Senna nhé. Lần đầu tiên em thấy một con Senna như thế này. Lần đầu tiên. Thường như là chỉ có Senna em bán mới ở Việt Nam thôi. Còn Senna kiểu như thế này nên đầu tiên thấy luôn. Mà giá nó xả của nó khá là đắt nha. Ở bên Nhật cũng nhiều sao, ở Việt Nam chỉ có 550.000 thôi nhưng mà ở Nhật nó có tận 800.000 con này cơ. Đấy. Hầu như nó còn mới tinh nha anh em nhá. Hầu như nó còn mới tinh. Có một số vết bẩn này, chứ không có xước. Đấy, Senna 4.000 nha anh em nhá. Made in Malaysia, Senna 4.000. Đấy. Hoàn hảo hết, êm mượt. Mã số 6. 6 thì bán luôn cho anh em con này với giá 550.000 nhá. Bằng máy Việt Nam luôn, 550.000. Tiếp theo đây em có là một con Daiwa Kick 3500, cái này là kick Nhật nha anh em nhá. Kick Made in Japan. Thì con máy này thì nó xước rất là nhiều luôn. Đấy, xước rất là nhiều nhưng mà hoạt động thì không cần phải nói nhá, cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ ngon luôn. Xước hầu như là xước toàn luôn. Hầu như là xước toàn thân máy luôn. Đấy, hầu như là xước toàn thân máy luôn anh em nhá. Nhưng mà hoạt động thì không cần phải nói đâu. Cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái này thì anh em đánh nháy thật thì vứt văng vứt vãi thì thoải mái luôn. Đấy. Đó. Hoàn hảo luôn nha anh em nhá. Đấy, tay quay đổi trái đổi phải. Made in Japan anh em nhé. Mã số 7, số 7 em bán cho anh em với giá là 1.400.000 nhé. 1.400.000. Mã 8. Mã 8 thì ở đây em có là một con Daiwa Japan. Đấy, con Daiwa SS 5000. Đấy, Daiwa SS nha anh em nhé. To lắm. Con máy này to dã man luôn ấy. Em thật cảm nhận nó còn to hơn cả cái con Catalina 4500 kia ấy. Cước số 5 vào được 440m, số 6 vào được 350m, số 7 vào được 290m, số 8 vào được 240m, số 10 vào được 190m anh em nha. Con này em phải tương đương với tầm size tầm 8-10.000. Đấy, kêu. Nó có hai chế độ nhá, kêu và không kêu. Đấy, kêu và không kêu. SS nha anh em nhá. Đó. Thì ngoại hình thì cái màu sơn này theo năm tháng ấy thì nó bị phai cái màu sơn thì nó cũng nhiều dạng dạng như là nó bị ngả màu ấy. SS nha anh em nhá. Đó, con này 800.000 nha anh em nhá. Đấy, 800.000. Mã số 8. 800.000 mã 8. Tiếp theo, mã 9. 9 ở đây em có là một con máy Daiwa Certes nha anh em nhé. Đấy, Daiwa Certes thì con máy này thì khách thanh lý. Đấy. Đấy, khách thanh lý kèm luôn cả dây luôn cho anh em luôn. Thì con máy này trước khách mua 6 triệu rưỡi nha anh em nhé. Nhưng mà khách đánh nó xước rồi. Đấy, nó sẽ chảy xước đi rồi. 3.000 size 3.500. Con này là con cơ KT Hyper Custom. Thì con máy này nếu như mà so về cái giá trị khi mà mua mới thì nó bằng con Catalina ở dưới kia nha anh em nhé. Đấy. Tất cả các bộ bên những cái bộ sâu với lại bộ nhông bên trong tất cả đều là bằng thép hết nha anh em nhé. Con máy này em đã tháo ra và em đã bảo dưỡng hết rồi.
Đấy, em đã tháo ra và bảo dưỡng hết rồi và em đã lấy trực tiếp cái dây này là dây số 4 anh em nhá. Còn rất là nhiều luôn, cái này phải có tầm khoảng 200 mét dây số 4. Còn nhiều, rất là cực nhiều dây luôn. Cuộn dây này riêng không thì như khách ngày trước mua cuộn ở Mastercraft là 780.000 một cuộn anh em nhá. Đấy, 780.000 một cuộn. Made in Japan, hoạt động thì không cần phải nói rồi, êm mượt hoàn hảo hết. Cực kỳ êm mượt. Cực kỳ mượt luôn. Đấy, cực kỳ mượt luôn anh em nhá. Đấy, phù hợp với cả anh em đánh nhảy thật này. Câu nua gành này. Đấy, tôn lục. Bật nửa đâu. Đó, cực kỳ mượt nhá anh em nhá. Đấy. Hay quay đổi trái đổi phải này anh em xem này. Thì cả dây cả máy là 3,5 triệu anh em nhá. Đấy, cả dây cả máy là 3,5 triệu, cơ Caste Hyper Custom 3,5 triệu. Mã số 9. Mã 10. Mã 10 thì ở đây em có là một con máy Shimano Biomaster SW4000HG nha anh em nhé. Đấy, SW4000HG. Thì quên không nói luôn, con máy này con máy tay quay siết cốt nha anh em nhé. Đấy, siết cốt y xì như thế này luôn. Này, anh em siết vào chứ không phải là xuyên tâm nhá. Này, nó còn nguyên tất cả. Thì con này là con máy do Malaysia sản xuất, SW4000HG A. Nào hết anh em nhé, êm. SW kép là set water chuyên mặn anh em nhé, chuyên đánh mặn. Đó, SW kép. Đó. SW kép, đầy đủ hộp túi các thứ hết nha anh em nhé, còn đầy đủ hết. Đây. Còn đầy đủ hết, túi hộp các thứ còn đầy đủ hết. Thì thông số của nó như sau. Vòng ratio là 5.8:1. Mắc rắc là 11 cân, trọng lượng 310 gram, 6 cục 1 bạc đạn. Một vòng tay quay thu được 93 cm dây. Dây PE, đây là em tính dây PE nhá. Dây PE số 1.5 và được 320m, số 2 và được 210m. Đấy. Số 3 thì con này vào được cầm cỡ khoảng 150m anh em nhá. Đấy, vào 150m dây. Đấy. Thì con này thì em bán cho anh em với giá là 2.800.000 nha anh em nhé, 2.800.000. Đấy, 2.800.000. Thì con này nó cũng có một số vết chảy này ở bên trên phần này này. Đó, bên trên phần này. Hay một vết ít ở đây nữa. Nói chung là con này đẹp trên 90% nha anh em nhé. Đấy, trên ôi trên cái nắp này nó bay đâu vậy? Trên 90% nha anh em nhé. Đấy. 2.800.000, mã số 10. Mã 10 nha anh em nhé. 10. Tiếp theo, mã 11. 11 ở đây là em có là một con Daiwa Katanina. Daiwa Katanina là size 4000H nha anh em nhé. Đấy, phù hợp với cả anh em câu dích này. Câu nục này, câu gành kè nha anh em nhé. Đấy. Hoạt động thì không cần phải nói đâu, cực kỳ hoàn hảo. Con máy này thì cực mới nha anh em nhé. Hầu như là đây này, những cái vết đây là những cái vết bẩn nhá. Người ta gắn vào pad máy nhá. Còn lại con máy này còn đẹp hết. Chỉ có thi thoảng là có một số vết xước thôi. Con máy này phải đạt tầm khoảng 95-97%. Đấy. Đấy, anh em có nghe thấy tiếng Marcel không? Đấy, Marcel đấy, con máy nào cũng như thế hết nha em. Tất cả con máy Daiwa Marcel nó đều như thế hết. Cực kỳ mượt. Đấy, những con máy đẹp như thế này mã 11 nha anh em nhé. Đấy, con máy đẹp như thế này là 6,5 triệu. Đấy, con này là 6,5 triệu nha anh em nhé. Katanina 4000H. Tiếp theo con 4000H tiếp. Mã 12. Thì con này thì nó cũng còn khá là ok nha anh em nhé. Đấy, ngoại hình cũng trên 90% luôn. Nó không đẹp bằng con kia thôi. Đấy, nó không đẹp bằng con kia. Đó, nó có một đây là vết bẩn này. Đấy, vết bẩn với một số ít vong trơn ở cái phần chân máy này. Ở đây thì nó có một số vết đây này, ở đây nó có một vết chảy nữa này. Đấy, xương đồng mèo này. Đấy. Xương đồng mèo này.
Còn lại là đẹp nha anh em nhé. Đấy, nó chỉ bị những ở những cái chỗ đấy thôi. Đấy, còn lại là đẹp. Con nào nó cũng thế. Có mát siêu nó thế. Made in Japan nha anh em nhé, 4000H. Con này thì nó xước như thế thì 6 triệu 4 nha anh em nhé. Đấy, 6 triệu 400 nghìn. 6 triệu 400 nghìn. Mã 12. Mã tiếp theo mã 13 đi. Con để con 4500 sau cùng. Mã 13 con 4000 tiếp nha anh em nhé. Đấy, con 4000 tiếp. Thì con này thì em bán 6 triệu 2 anh em nhé. Đấy, con này là 6 triệu 2. Đấy, nó có xước này. Đấy, nó có xước này. Đấy, nó có một vết ở đít này nhá anh em nhá, một vết ở đít này. Đấy, với lại một ít ở đây nữa này. Đó, một ít ở đây nữa này. Đấy, một ít ở đây nhá. Ở phần này nữa này. Con này là 6 triệu 2 anh em nhá. Đấy, nó xước nhiều hơn một ít nữa. Nó cũng đầy đủ hộp luôn. Đấy, Catania 4000. Đấy, thì em đọc thông số nha anh em nghe nhá. Ba con 4000 này nó chung một cái thông số nha anh em nhá. Gear ratio là 5.7/1, một vòng tay quay thu được 102 cm/giây, trọng lượng 435 g, mắc đặc 10 cân, 8 cộng 1 bạc đạn, dây pe số 2 được 450m, số 3 được 300m, số 4 được 220m. Con này sản xuất năm 2016 nha anh em nhé, sản xuất 2016. Con máy này là có giá là 6 triệu 2. Đấy. Tiếp theo, con cuối cùng. Con cuối cùng này. Con mã 14 nha anh em nhé, cũng đầy đủ hộp luôn. Thì con máy này ấy nó to hơn con kia nha anh em nhá. Đấy, size to hơn con kia. Và nó có một cái như sau. Thì cái này ấy, đáng nhận ra của nó là màu trắng nhá, nhưng mà người ta muốn bảo quản của nó ấy, để cho nó là để cho muốn nó khỏi bị xước chầy xước nhiều ấy, nên là người ta đã phun màu đen vào rồi anh em nhá. Đấy. Cái này thì anh em về có thể tẩy nhá, dùng xăng để tẩy hoặc là dùng chất tẩy rửa ATM, chất tẩy ATM để tẩy. Nhưng em thì em không tẩy đâu. Đấy, em không tẩy đâu. Đấy, đây này, cái tay quay của nó cũng như thế nhá anh em nhá. Nó cũng sơn đi này. Đấy, nó cũng sơn đi này. Đấy, anh em bóc nó cũng ra này. Đấy, nó phun nó rất là dễ làm thôi. Đấy, này. Bóc nó cũng ra luôn nhá anh em nhá. Thì con máy này thì nó cũng có xước nhiều nha anh em nhé. Đấy, nó có xước, nó xước nhiều nhất trong 4 con này, xước này. Đấy, nó xước này, xước phần nắp đít này. Đấy, xước phần nắp đít này. Đấy, phần nắp này này thì nó hơi bị nẻ nhé anh em nhé. Đấy, nó hơi bị nẻ, nó hơi bị nứt. Đấy, nó hơi bị nứt phần nắp đít đấy. Còn lại thì hoàn hảo hết, không chê vào đâu được, êm 10. Đấy. Đấy, hoàn hảo hết nha anh em nhé. Con máy to. Con máy này là 2016 nha anh em nhé. Anh em đừng so với con 2012 nhé anh em nhé. Con 2012 thì chỉ rơi vào tầm cỡ khoảng từ 5 triệu cho đến 5 triệu rưỡi đối với con 4000 thôi. 2012 nó khác. Mấy anh em không biết thì sẽ không phân biệt được 2012 với cả 2016 đâu, vì nó chỉ khác cái màu sơn thôi, nó không khác nhau một cái gì hết. Đấy, về ngoại hình. Đấy, hoàn hảo hết nha anh em nhé. Đấy, con máy này em bán cho anh em với giá là 5.500.000 anh em nhé, 5.500.000 đối với con 4500H này. Còn đầy đủ hộp hết. Thông số con máy này như sau. Gear ratio là 5.7/1, một vòng tay quay thu được 110 cm/giây, 590 g, trọng lượng mắc rắc 15 cân, 8 cộng 1 bạc đạn, dây pe số 3 là 400m, số 4 là được 300m, số 5 là được 240m anh em nhé. Đấy. Và Nhật sản xuất. 5.500.000 anh em nhé. Đấy, 5.500.000. Thì đây là con máy cuối cùng. Anh em cần con máy nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0945629282. Đấy, hoặc comment mã số kèm số điện thoại nhá. Anh em nếu ý muốn mua tất cả những cái con máy nào đều phải có số điện thoại thì em mới bán cho anh em được. Đấy. Đó. Rồi, chào anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.